Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) triển khai chương trình ưu đãi lãi suất đô la Mỹ dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Chương trình ưu đãi lãi suất này có quy mô đến 50 triệu đô la, lãi suất chỉ từ 4,5% một năm. Quá trình xét duyệt hồ sơ của khách hàng sẽ được tối ưu, tinh gọn thủ tục và đảm bảo tuân thủ quy định, giúp giải ngân nhanh chóng, đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Bên cạnh chương trình ưu đãi lãi suất, từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, OSB triển khai miễn giảm 66 loại phí dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.